Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi, Guitar Long. Và cũng mới làm tô mì xong rồi. Làm tô mì tiếp một người anh ở Phú Yên luôn. Mua cây Matsuka M60. Thì bây giờ tiếp tục là hơn 9 giờ rồi. Nhưng mà vẫn lên để quay clip, để lên luôn cho mọi người, để ngày mai mọi người chọn sớm. Đó, thì thư thả trong cái dịp cuối năm, chắc chắn mọi người sẽ nhận được đàn để chơi. Nên yên tâm ha, ai chọn sớm, nhận sớm. Còn trộn trở quá thì có thể là sẽ không nhận được ở chơi Tết nha. Rồi bây giờ em Long Bùi cũng xin chân thành cảm ơn những người anh người chú đã tin tưởng vào em Long Bùi. Có những một hôm hồi nãy đây mình mới lên clip của đàn dây ni lông á, thì có một người chú đã lấy cây số 2 rồi. Không biết là có một người đang hỏi cây số 1 nữa, nhưng mà biết chuyển tiền chưa. Mình đang bật chế độ máy bay ở đây, mình không có đỡ điện thoại sợ người ta gọi tới nó bị ngắt clip của mình. Còn một người anh ở đâu đó thì có gọi điện cho mình, nhắn tin cho mình là đã chuyển cho mình 5 triệu, đã chọn cho anh một cái cây dây ni lông 5 triệu hay nhẹ, nhưng mà mình đã chọn cho anh cây 4 triệu rưỡi rồi. Là cây nãy mình có test với cây Matsuka của một người anh ở Phú Yên đó, mình cây đàn rất hay và anh cũng rất thích và tiếng rất sâu và cần rất đẹp, cho nên mình đã chọn luôn cho anh rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu clip của dây sắt ha mọi người ha. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu 10 cây. 10 cây. Hồi nãy mình quay mà cứ số 0, số 1 nó lộn nên mình phải tắt lại. Mình giới thiệu 10 cây nhưng mà mình đánh từ mã số 1 tới số 9. Đó, cho mọi người chọn, nhưng mà sẽ 10 cây tại mình thích số 9 và không nói không có tính cũng không được. Tại vì hôm bữa mình giới thiệu 10 cây mà mình đánh từ 1 tới 9, số 9 của mình số may mắn cho nên mình đã bán hết cái lô đó sạch sách luôn. Đây đây là cây Dagat Jeter 30, một dòng ngựa nhân của Nhật họ làm. Đó, đây là mặt lưng ba tấm rất đẹp. Đó, ha, rất đẹp. Cây này chỉ có xấu và xấu mặt thôi. Cây này mà nếu mà thật sự mà không có bị mặt là mình mua cái cây này, những cây này mua trên 10 triệu. Đây là bộ khóa giống như bộ khóa dòng của Đức á, giật mini của Đức. Dòng này giờ nó lắp vào mấy cây của dòng Special, đúp 60 Special đó. Số 1, số 0 nhé. Cứ số 0 với 1 sao tối nay cái đầu là số 0, 3 triệu 500. Cây này chỉ duy nhất một cây thôi nha mọi người ha. Cần rất đẹp, cần thẳng tốt luôn. Rồi tiếp theo là cây số 1. Cây này là cây gọi là bar action này, cho mọi người chơi đàn điện luôn cũng được. Nào, nó bend, nó thấp nó nhẹ. Cây này là cây số 1, là cây Nashville N25D Made in Japan. Cây này là cực kỳ hiếm nha mọi người. Đây, đây bộ khóa đây, cần kiết rồi là mình ở đây là ok hết, mình tuyệt đối hết, mình vệ sinh ra giao cho mọi người thôi. Ui, mấy cái này chỉ cần vệ sinh ra rất đẹp. Cây này hay lắm, nhẹ lắm, nhẹ tay bấm ha. Cây số 2, cây số 1 có giá là 3 triệu, Nisuver N25D 3 triệu thôi, rẻ, cực kỳ rẻ cho những cái máy cây Japan luôn. Rồi, cây số 2 Aria. Những cây này thì khỏi lo và cần nha, nếu cây nào nó trục trặc và cần mình báo cho mọi người. Còn cần cực kỳ thấp thì mình đỡ cho mọi người luôn. Cần cực kỳ thấp mình chỉ vệ sinh thay dây setup hết mọi người về chơi thôi. Đó. Đợt này mình nói rồi, mình về những cây không đẹp mình sẽ ưu tiên phần cần, mình về hết tất thật. Cái cần là cái mà được nhiều người giống như mình nói, cái cần nó là linh hồn của cây đàn. Cái cần nó nhẹ nó thấp mọi người bấm nó mới nhẹ nhàng đó. Còn cái thùng mà là của đàn Nhật rồi thì mọi người khó phải lo đi. Còn mà nói về mà lỡ mà nó có bị bung nang hở cơ hở nang ở trong đó, thì mấy cái đó thì mình nên bỏ không có nên dùng nó nữa, bỏ luôn. Cái số 2 có giá là 1.800.000 Aria. Aria 200 RPS Aria, đây cái tem của Aria này. Hả? Phụ hả? Ừ, mày nãy giờ mày giấy phụ chứ không phụ, anh đọc sai mã hả? Cây này là cây số 2 Aria 1.800.000. Mình còn chưa tắm rửa, nó tắm rửa sức dầu thơm thơm phức. Cây số 2. Đây là cây số 3 FG201B. FG201B.
đây đỡ cho mọi người 1,8 triệu luôn. Cái cây này thì nếu mà cái của mình, hàng của mình mà không phải là cái lô này về là rất cao, 2,5 triệu đến 3 triệu một cây. Đây là cây số 3. Đó, bắt đầu lại là từ số 2 đến số 9 là mình chỉ đỡ cho mọi người giá 1,8 triệu thôi ha. Thì đây là cây số 3, đỡ cho mọi người lấy FG201B. Đợi khi mọi người chọn chỉ cần mọi người nói cái mã số mấy là mình sẽ lấy đúng cái mã số thôi. Rồi em cho vào vỡ luôn đây. Đây là cây số 4 FG200D. Đây, một cây FG200D. Mặt miếc cần có zin. Không được đẹp thôi, không được xuất sắc thôi chứ đỡ chơi một cây đàn thì quá tuyệt vời. Khó. Số 4 FG200D, Yamaha FG200D. Cây này 200D mà hàng mà 95% của mình, cây này khoảng 90%. 95% của mình là đã trước là mình làm đã 5 triệu rồi. Đợt này thì chỉ có giá 1,8 triệu thôi mọi người. Đây, đây là cây số 5, Moritz Dub 15 năm 1975, cũng 1,8 triệu luôn. Cây số 5, Moritz Dub 15 tem vuông, tem vuông, tem cực kỳ hiếm và made in Japan và cả năm luôn, 1975 luôn. Đây là cái cây mà hôm trước cái lô hàng của mình lên những cây trước đã hết. Hôm nay mới có là có mình soạn thêm được một cây nữa này. Đó, soạn thêm một cây nữa này. Đó, ví dụ cái mặt không đẹp nhưng mà về chất âm của 1975 thì cực kỳ là đỉnh cao rồi. Đó. Này mình thay dây vô setup là nhẹ nhàng cho mọi người bấm luôn ha. Cây số 5. Rồi, chào em mình đi. 1,8 triệu. Moritz Dub 15 tem vuông. Anh em nhớ cây đó nha. Cây đó thì dòng Moritz mà hôm trước Dub 15 1974-75 là anh em lấy là dành nhau lấy là không có hàng đó. Rồi. Đây là cây số 6, FG432, đây là dòng của Taiwan, dòng cao cấp của Taiwan ha. Anh em muốn chơi đẹp thì chơi dòng này. Đây. Yamaha. Dòng Taiwan. Đó, Taiwan FG432. Một dòng mã rất là cao cấp của dòng Yamaha đời mới của Taiwan. Đó, là đây là dòng gọi là cũng là gọi là một cái dòng cực kỳ cao cấp đó. À, âm thì rất hay luôn. FG432 cũng chỉ có giá là 1,8 triệu thôi. Và đây là cây số 6 cho mọi người, anh em thích đẹp thì chơi cây mã số 6 này nha. Taiwan, không phải là của China nha, hàng của Taiwan mà của Nhật luôn ha. Mua tại Nhật luôn thì nó rất là chất lượng. Cây này đẹp, đẹp. Cây này là cây số 7. À, cây này cây Millet 2000 đây. Cây này cũng rất cao cấp. Có mình định cái cây này thì thật sự là cái cây này giá rất cao, mua ở Nhật nó rất cao. Đây, nó cũng rất là đẹp. Cái lưng nó chỉ có người ta chơi nó bị đỡ, nó bị chày ở sau lưng thôi. Chứ cây này cũng rất là đẹp. Cây này âm thanh nó lại hay, cái gỗ, tại gỗ nó gỗ cao cấp. Đây, cái này lưng nó xấu nhưng mà cái mặt nó rất là đẹp. Cái mặt của cây đàn này mặt đẹp. Đây là cây Millet 2000 của Matsumoto luôn, của Nhật luôn. Đó, cũng có giá là 1,8 triệu. Cây số 7 đúng không? Đây là cây số 7. Tiếp theo là cây số 8, FG520M, dòng của Taiwan luôn. Dòng này mọi người nếu mà mua mấy dòng của Taiwan này mọi người biết rồi, giá rất cao. Đó, giá rất cao, đẹp. Dòng Taiwan đẹp. Cây số 8. Đấy. Là những cây này, bắt đầu là từ cây số 2 trở đi á, là mình làm là cho mọi người đồng giá là 1,8 triệu thôi, cho anh em tự chọn ha. Thư giãn đi, nhẹ nhàng đi. Gần Tết rồi, không cần gì phải vội hết mọi người. Giá thấp cực kỳ cho mọi người luôn. Cây số 9, MD 505 made in Japan. Cây này xấu nhưng mà hàng của made in Japan 505 thì hàng giá trên 5 triệu rồi.
đó. Bây giờ chỉ có giá 1.800.000 Long Bùi làm cho mọi người, giá chỉ có 1.800.000 thôi. Chủ yếu nếu ai chơi về âm thanh, chơi về cần kiết thì chơi cây này ha. Đó. Đây là cây số 9 MD505 Made in Japan, dòng này của Japan luôn ha. Moritz MD505. Mấy cái này thì quá hay rồi. Dòng mà giờ anh em chơi gắn điện, gắn đồ chơi thoải mái, gắn cỡ cả EV Fitman vào chơi luôn. Tiếp theo. Đây là cây số 10. Cây cuối cùng là cây quá quên. Cây cuối cùng là cây số quá. Anh quay có 10 cây rồi mà, mã từ mấy tới mấy mà sao mày đếm lại coi nào. Tự nha, đây là 0 nè. 1 nè, 2 nè, bên đó là số mấy có bị chồng số chứ. 3 4 5 6 7 8 9. Đây 10 à? Ủa tổng bao nhiêu cây mà đây mã số 10 rồi ta? Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ô 11 cây. Ô lừa. Lật ra đúng có 10 cây, đỡ từ 1 tới 9 mà bây giờ lọt qua anh đây nữa 11 cây rồi. Vậy anh đây mã số 10 rồi. Chết rồi. Chà, không tin không được rồi. Tin số 9 là sẽ bán hết lô mà lên số 10 chắc không biết có hết hay không, đợi xem thử nha. Chơi luôn đi. Chơi luôn nha mọi người ha. Đáng lẽ là chị ngưng là ngưng từ 505 lên số 9. Thôi dứt luôn cây 202B. Cây rất đẹp, anh em là chốt cây 202B này cho dán OM chơi luôn. Trời ơi là trời, nếu mà mày không có đây chắc anh phải tắt, anh phải quay lại nữa, anh phải kiểm anh quay lại chứ sợ nó lộn, lộn là lúc đó nó rất là nhức đầu. Rồi hơn là đúng mã mà dư cây. Ok, 202B, 1.800.000. Cây số 10. Đó. Cây này rất đẹp mọi người. Cây này mặt sáng chỉ có mấy cái dấu ở mặt thôi. Dấu ở mặt, dấu chơi ở mặt thôi. Action rồi là tuyệt vời nha. Action là tuyệt vời. Rồi, còn có mấy cây đàn nhật nữa thôi. Làm cho ngày mai bắt đầu anh em chọn mình làm setup, mình đóng hàng rồi làm thêm hàng cái tôm nữa. Mai chủ nhật vẫn làm. Ok, thì clip của em Long Bùi xin được kết thúc ở đây. Ngắn gọn để cho mọi người dễ dàng chọn ha mọi người ha. Thì em Long Bùi xin được chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và lại mọi người trong những clip sau ạ. Anh em khi mà mua thì anh em chuyển tiền và cộng thêm 100k tiền ship vào nữa thì mình sẽ đóng hàng và gửi hàng cho mọi người. Khi đóng hàng gửi hàng thì sẽ có một cái bao da kèm theo cho mọi người ha mọi người ha. Còn nếu ai mà dở thương mà mình cảm thấy nói chuyện hay chốt nhanh hay chuyển khoản nhanh, mình bỏ vào tặng bộ dây, nó rất là nhẹ nhàng đối với mình chứ không có gì hết. Cho nên mọi người yên tâm, chủ yếu là ở cái cách trao đổi của hai bên. Mình là người bán, mình cũng rất là mệt khi phải nhắn tin chia sẻ rồi tư vấn đó. Những cái nó không gọi là không có vào vấn đề chính, nó lan man, thì nói chung là bình thường ngày thường là mình tư vấn nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đây cận Tết rồi mình rất nhiều việc để xử lý và mình đã lên clip là rất rõ rồi. Nếu cây nào mà có trục trặc, như hôm nay có hai cây trục trặc mình gọi điện cho khách hết là, nhưng mà mấy anh rất là thương mình, mấy anh cứ nói em coi trong giá tiền đó, tầm giá tiền đó cây nào ok em cứ chọn cho anh. Em gửi cho anh là được rồi. Đó, hôm nay thì có một cái cây, nói chung là có một cái cây hôm nay bị mình xuống mình định gắn EV thì lại bị cái mặt của nó bị nứt, cho nên bị nứt là do vấn đề vận chuyển về đó. Cho mình thấy như vậy cho nên mình gửi, ví dụ anh em mà tới đây thì không sao, nhưng mà anh em mà gửi đi xa, người ta thấy những cái dấu đó mà khi mà mình lên clip mình không nói, mà khi người ta ra người ta nhận á, người ta thấy cái dấu đó là mất cái uy tín. Cho nên mình thà mình gọi điện, thà mình chuyển tiền lại cho người ta, mình không bán. Còn không thì người ta sẽ chọn cái khác. Đó, từ người ta chọn cái khác. Còn không, nếu mà họ đã tin tưởng vào mình thì mình chọn cho người ta một cây, nó gọi là nó ưng ý chất lượng ha mọi người ha. Có thể là sẽ cao hơn cái cây đó luôn, được mình vẫn chọn cho người ta. Đó, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi ạ.